Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình của Corollus Model Rover S10. Một chiếc xe được trang bị bộ chuyển động của Shimano Alivio, phân nhôm nước sơn nguyên bản, hiệu Pháp. Corollus là thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp. Model Rover S10, phân nhôm nước sơn xanh vàng rất là thể thao và trẻ trung. Tổng thể xe thì đi bác có thấy ở trên hình. Cái hình thức thì còn rất là mới. Cái sơn này còn rất là bóng mịn. Cái xe đi ở cực kỳ giữ gìn. Cái độ mới ở chiếc xe này còn rất là tốt. Sử dụng bộ nhôm. Nhôm được sử dụng là nhôm 6061. Ở đây là một cái nhôm mà chịu được cái cường độ rất là cao. Cái độ cứng chắc rất là tốt. Chạy bộ chuyển động Shimano Alivio, trước là Shimano Asiza 26 inch, xe này nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Đây, Novatec đi vòng có lớp cực kỳ nổi tiếng ở Pháp. Phần là video cũng được trang bị bộ tay bấm của Alivio với 9 service ở đây. Đường với 9 tầng lip, ở bên này là 3 tầng đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau. Và bộ phanh dầu Shimano giảm sọc dầu theo xe. Bộ đi đĩa trục rỗng của Rowell. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xa xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Từ xe vào các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 1m75 thì là phù hợp. Chín tầng lít, 3 tầng đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau, rộng thì rất là mượt mà, nhìn xuống yên lái. Chiếc xe này đang bán tại cửa hàng em với mức giá thì nó là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là ấn nút chuông để được nhận được những cái thông báo mới nhất.